Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming và chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình, đó là điểm tin Free Fire hàng ngày. Và trong thời gian qua thì Free Fire ở trên server thử nghiệm đã có bổ sung thêm rất nhiều loại súng mới chưa ra mắt ở trong server chính thức. Và kênh Free Fire News Officer họ đã lấy những cái thông tin này về để cho chúng ta biết rằng sắp có những khẩu súng nào sắp ra mắt trong ngày nào Free Fire. Đầu tiên là MP5 ma cà rồng, khẩu này sẽ giảm đi một chút về tầm bắn, tuy nhiên thì nó sẽ tăng 2 băng đạn. Và với những khẩu tiểu liên như mình đã có phân tích rồi, việc tăng đạn cho những khẩu tiểu liên là cực kỳ quan trọng, bởi vì những khẩu tiểu liên sấy ở tầm gần khi có thêm đạn nó có khả năng hạ gục đối phương nhanh hơn. Và cái khẩu súng MP5 này nó sẽ mang phong cách, đó là phong cách của ma cà rồng, một trong những cái bộ trang phục sắp ra mắt ở trong vòng quay màn kim cương hoặc trong một sự kiện đặc biệt nào đó. Khẩu tiếp theo mà chúng ta có đó là khẩu XM8 chú hề ma quái. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái nụ cười đậm chất Joker. Khẩu này sẽ giảm về tầm xa, tuy nhiên thì sẽ tăng 2 tốc độ bắn tương tự như khẩu quái thú. Có vẻ như khẩu quái thú sẽ ngon hơn khẩu này, khi mà khẩu quái thú thì chỉ giảm băng đạn thôi, còn khẩu này thì sẽ giảm một chút tầm xa. Tuy nhiên thì cái bộ này thì trông rất là ngầu, và mình đánh giá là cái XM8 này thì đẹp hơn so với cả cái bộ hề. Tiếp theo chúng ta sẽ có một khẩu P90 mới, đây chính là cái khẩu P90 mà đi cùng với con nhân vật Joseph. Đây là một khẩu P90 khá mạnh, và khẩu này thì phải nói là cái màu sắc rồi các thứ nó rất là bắt mắt. Thì khẩu P90 này không rõ là nó sẽ ra mắt trước hay ra mắt sau với cái bộ P90 ở trong xưởng chế tác, nhưng mà mình nghĩ là cái khoảng thời gian nó ra mắt cũng sẽ khá xa nhau, bởi vì trong cùng một thời điểm thì có lẽ là game thủ họ sẽ chỉ sở hữu một trong hai cái loại P90 mà thôi. Và cái khẩu P90 này thì nó sẽ tăng tốc độ bắn và nó sẽ giảm đi băng đạn, và P90 tăng 2 tốc độ bắn cũng sẽ tăng 2 tốc độ bắn. Đó cũng là cái khẩu MP5 mà cũng theo cái phong cách, đó là phong cách của dân chơi, và mình không biết bộ này gọi tên là gì, nhưng mình chỉ có thể gọi là bộ dân chơi mà thôi. Và cái bộ này thì đa số đều tăng tốc độ bắn và giảm cái lượng đạn. Và bây giờ thì mới là điều ác mộng này, với A-Dub tăng 2 tốc độ bắn và giảm đi 1 băng đạn thì phải nói rằng khẩu A-Dub này sẽ là một trong khẩu A-Dub rất khủng khiếp. Hiện tại thì cũng chưa biết rằng nếu như khẩu A-Dub tăng tốc độ bắn thì cái khả năng mà bắn chính xác cũng như khả năng hồi lại cái, tức là khả năng thời gian lên đạn của cái khẩu này nó có giảm đi hay không, thì phải đợi đến khi khẩu A-Dub này ra mắt thì chúng ta mới biết được. Nhưng A-Dub tăng 2 tốc độ bắn là một điều gì đó nó quá kinh khủng đi. Và cuối cùng trong bộ này thì sẽ là khẩu Scar, và Scar thì có quá nhiều skin rồi, và khẩu Scar này tăng 2 tốc độ bắn cũng như giảm đi 1 băng đạn. Thì mình nghĩ là ai mà chưa sở hữu bất kỳ một cái bộ Scar nào thì có thể sở hữu cái khẩu này. Còn nếu mà đã có như đẳng cấp Titan hay là có Scar thần tình yêu rồi thì có thể bỏ qua khẩu này cũng được. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái kiếm mới, là kiếm huyết nguyệt ở trong thẻ vũ cực Samurai tiếp theo. Thì kiếm này thì theo mình được biết thì khi mà chúng ta đặt trước cái thẻ vũ cực mùa tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái kiếm này. Tuy nhiên thì tất nhiên kiếm này nó sẽ không đẹp bằng cái kiếm huyết nguyệt, bởi vì kiếm huyết nguyệt nó kiếm huyền thoại, còn kiếm này thì sẽ chỉ là kiếm bình thường mà thôi. Ok, nhưng mà dù sao nếu ai chưa có kiếm huyết nguyệt thì sở hữu cái kiếm này cũng không tồi. Các bạn có thể nhìn thấy giá đây là 999 kim cương, nhưng mà đây là trên server test thôi, nên là nó cái điều con số này nó cũng không quan trọng đâu anh em nhá. Và mình đang cảm thấy rất ấn tượng với khẩu A-Dub tăng 2 tốc độ bắn. Và tiếp theo sẽ là khẩu P90 huyết nguyệt, và khẩu này thì sẽ nằm ở trong cái xưởng chế tác, mình nghĩ là như vậy. Và cái khẩu huyết nguyệt này thì nó sẽ đi kèm với, khẩu này là đến từ cái thẻ vũ cực sắp tới thì chính xác hơn, bởi vì chúng ta thấy nó không tăng chỉ số. Tương tự như vậy thì AN94 cũng là AN94 ác quỷ huyết nguyệt thì nó cũng sẽ ra mắt ở trong cái thẻ vũ cực sắp tới, và cả khẩu P90 đó lẫn khẩu AN94 này sẽ đều không tăng cái chỉ số nào hết, bởi vì nó là cái súng miễn phí đến từ thẻ vũ cực mà. Nhưng tuy nhiên thì nhìn cái skin súng này trông khá đẹp. Mình vẫn nghĩ rằng giá như cái skin súng trong thẻ vũ cực nó chỉ cần tăng một cái điểm chỉ số thôi thì nó cũng sẽ giúp cho người chơi thích mua những cái thẻ vũ cực hơn. Và đó là cái bộ ở trong cái thẻ vũ cực sắp tới. Tiếp theo là CG15 bóng ma. Thì CG15 Phantasma này nó sẽ đi kèm với cả một cái sự kiện hay là một cái chương trình nào đó mà sẽ ra mắt cùng với cả cái xưởng chế tác bóng ma. Cái xưởng chế tác mà mình đã có một cái video cách đây một ngày. Ok, thì cái khẩu CG15 này
này thì nói thực là bây giờ có skin ở CG15 cũng không biết là có dùng vào trong sự trong cái chương trình nào, không biết dùng trong chế độ chơi nào. Cái khẩu này thì giảm 2 tốc độ thay đạn và sẽ giảm bớt đi 1 băng đạn, tức là cái tốc độ thay đạn của súng này sẽ nhanh hơn so với những khẩu khác. Tiếp theo đó là cái khẩu mà hình xoáy âm dương, khẩu này sẽ tăng cho chúng ta sẽ giảm thời gian thay đạn và cũng sẽ có chúng ta đó là giảm đi 1 tốc độ đạn, giảm đi 1 băng đạn, nhưng mà tốc độ thay đạn nó sẽ nhanh hơn, ý mình là như vậy. Ok, khẩu này thì rất đẹp, nhưng mà mình cũng không rõ là với P90 thì tăng tốc độ bắn và cái giảm đi cái tốc độ thay đạn của nó thì tăng tốc độ thay đạn của nó thì sẽ cái nào sẽ có lợi hơn. Nhưng mà mình đánh giá đây là một khẩu rất đẹp, và đặc biệt là cái khẩu này có một cái hiệu ứng nó phải nói rằng trông rất là ngầu luôn, và ngầu như cháy bầu. Đây là khẩu MP40 mới, và khẩu MP40 này thì có vẻ cái số cái điểm nó tăng hơi dị một chút, và khẩu này thì sẽ giảm cái tốc độ thay đạn cũng như là tăng về lượng đạn, tuy nhiên sẽ giảm một chút tầm xa, và khẩu này thì sẽ có hiệu ứng của những lá bài. Như khẩu này nó cũng sẽ đi cùng với cả cái bộ hề, và nó sẽ đi cùng với bộ hề, và đây chính là cái khẩu MP40 mà cái nhân vật mới của chúng ta nó cầm. Thì phải nói là cái súng MP40 này nó cũng khá ngầu, và không biết tại sao hôm nay mình cứ đọc là thành MP5. Và cái bộ này thì nó có hiệu ứng lá bài và khá ngầu luôn. Và đây sẽ là một khẩu súng huyền thoại. Tuy nhiên thì ở trên server thử nghiệm này thì chưa chắc 100% cái thông tin đó là thông tin chính xác nhá. Nên là các bạn phải chờ khi ra game thì mới biết chỉ số chính xác của khẩu này. Ở đây chúng ta chỉ xem ngoại hình của cái khẩu súng này trước mà thôi, cũng như là cái chỉ số mà có thể gọi là dự báo của cái súng này. Còn tất nhiên là đến khi ra mắt thì cái nào họ hoàn toàn có thể thay đổi được. Cái khẩu tiếp theo của chúng ta đó là khẩu FAMAS, màu đỏ, và khẩu này nó là khẩu FAMAS ma cà rồng. Khẩu này thì cũng giảm tầm xa và tăng 2 lượng đạn, vâng, tăng 2 về băng đạn. Nói chung là cái súng này thì nó cũng bình thường, mình chỉ thấy hiệu ứng nó đẹp thôi. Chứ còn súng trường tăng thêm băng đạn thì thực ra nó cũng không quá quan trọng đâu. Tại vì đa số khẩu súng trường của chúng ta lượng băng đạn nó rất lớn, và chúng ta chỉ cần bắn trúng khoảng 10 viên đã có thể hạ gục đối phương rồi. Ok, thông tin tiếp theo của chúng ta đó là về cái tỷ lệ mà ra được hộp ma thuật ở trong cái hộp độc quyền của thẻ vô cực. Ở một số server thì họ sẽ buộc phải theo cái quy định chính sách của bên quốc gia đó, thì họ buộc sẽ phải thông báo về cái tỷ lệ mà rơi ra hộp ma thuật cũng như là rơi ra từng cái đồ ở trong Gaena Free Fire. Thì đối với cả server Brazil thì họ đã có phát hiện ra về cái tỷ lệ mà rơi ra hộp ma thuật. Thì các bạn thử đoán xem cái tỷ lệ này nó là bao nhiêu. Thì các bạn cũng đã biết rằng cứ thêm mỗi 25 hiệu thẻ vô cực thì chúng ta sẽ có thêm một cái hộp độc quyền từ cái mốc 250 cái huy hiệu đổ đi. Thì ví dụ như là bạn nạp vào đó 100, bạn thêm vào đó 100 huy hiệu thì chúng ta sẽ có thêm 4 cái hộp độc quyền này. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà đập ra hộp ma thuật này thì nó khá thấp, bởi vì hôm qua thì đã có rất nhiều người test rồi, thậm chí có người đập 100 hộp ma thuật mà nó vẫn chưa ra gì. Thì như đó là bên anh chàng game của Tạ. Và tôi cũng có đập thử vài chục hộp nhưng mà cũng chưa ra được cái hộp ma thuật. Thì ở đây cái tỷ lệ ra hộp ma thuật của chúng ta, các bạn có thể nhìn thấy đó là Magic Cube, thì cái tỷ lệ ra hộp ma thuật chỉ có 2% thôi. Nghĩa là các bạn đập 100 hộp thì sẽ có 2 hộp ra được hộp ma thuật. Tiếp theo thì là cái skin xe Hydra, cái skin xe máy thì chúng ta có 10,24%. Ra nhân vật Caroline là 10,24%. Ra cái hành động múa nhảy cùng với tôi cũng là 10,24%. Ra cái hành động con mèo 10,24%. Ra skin của con mèo cũng là 10,24%. Hôm qua thì mình đập có một phát mà ra tận 3 cái skin con mèo. Tiếp theo là tỷ lệ ra vòng quay bắn kim cương, đó là 10,24%. Tương tự như vậy, tỷ lệ ra cái vé quay vòng quay vũ khí cũng là 10,24%. Chúng ta thấy có tới 7 thứ là 10,24%. Tiếp theo đó là cái hộp một cái hộp hòm đồ, đó là cái hộp Tuxedo thì là 13,5%. Và cuối cùng là 3 cái thức ăn cho mèo thì cũng là 13,5%. Ok, thì hôm qua mình có thử đập thì đúng là cái tỷ lệ này nó thấp thật. Với 37 hộp đập ra mà không có bất kỳ một hộp nào mà chúng ta có thể nhận được đó là cái hộp ma thuật cả. Đây là mình sử dụng cái tài khoản của cô nàng King of Free Fire V. Thì các bạn có thể quay lại xem lại cái phần review account cô nàng King of Free Fire V này. Một cái account cũng khá ngon. Đấy, các bạn có thể thấy là mình ra 3 cái skin mèo và không có bất kỳ một hộp ma thuật nào. Nghĩa là đối với tỷ lệ hộp ma thuật như thế này thì chúng ta đập 100 hộp ma thuật thì chúng ta đập 100 hộp độc quyền chúng ta mới có 2 cái hộp ma thuật thôi.
thôi. Vì như vậy thì đây là một cái dương mà có lẽ là để cho vui và để cho những ai mà muốn đua về cái lượng huy hiệu thẻ vô cực thì chúng ta có thể đầu tư. Còn thực sự nếu mà để săn cái hồn ma thuật từ cái hòm này thì mình nghĩ là khá chua. Tiếp theo thì ở bên server Brazil thì mới ra mắt một cái loại hộp mới, đến ngày 5 tháng 9 thì bên đó sẽ nhận được. Thì bên server Brazil này, cái hộp này gọi là hộp xe. Trong cái hộp này có rất nhiều các loại xe khác nhau. Và có xe, có skin xe của xe Lambo này, rồi cái xe Jeep màu vàng huyền thoại này, rồi có đó là cái xe cầu vồng hồng. Xe này hồi trước phải đổi bằng cái ngôi sao. Tiếp theo là cái xe túc túc Giáng sinh. Và tiếp theo đó là cái xe máy theo phong cách của Tron Legacy. Thì cái hòm này nó là hòm có rất nhiều các loại xe khác nhau, và trong đó thì sẽ có một cái sẽ có cái cơ hội để cho chúng ta có thể nhận được là cái xe Jeep Golden. Đó là cái xe mà xe Jeep màu vàng. Xe này tỷ lệ rất thấp, chỉ có 1% ra được thôi. Tiếp theo đó là cái xe Lambo thì có 6,5% ra được. Rồi xe xe cầu vồng, cái xe lội nước cầu vồng thì 6,5%, xe túc túc cũng 6,5%. Và tỷ lệ mà ra được cái vé vòng quay vàng hay là cái vé hay là cái thức ăn cho pet là tận 15,66%, rồi tất cả thứ linh tinh khác cũng là 6,5%. Thì ở bên server đó thì họ phải buộc phải công khai cái thông tin giống như là cái thông tin về cái hộp độc quyền vậy. Và ở đây chúng ta thấy là tỷ lệ mà ra những đồ ngon thì nó không nhiều. Tuy nhiên thì đôi khi vấn đề nó là do nhân phẩm mà thôi. Ngoài thế và đó là thông tin của mình liên quan đến game Free Fire. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.